xin chào tất cả các cô, chú, anh, chị và các bạn. Rất vui được gặp lại các cô, chú, anh, chị và các bạn trên kênh của bà Michael. Sài Gòn ngày hôm nay là ngày 30 tháng 1, 2023. Bây giờ là 9 giờ 45. Bà Michael đang có mặt ở đây là đường số 70 Mai Thị Lụ. Bà Michael vừa mới rời ra khỏi chùa Ngọc Hoàng. Bây giờ mình lại tiếp tục con đường đi dạo Sài Gòn. Bây giờ mình đi đâu ta? Con đường này là đường Điện Biên Phủ nè bác. Con đường Điện Biên Phủ này là hồi xưa nó tên là con đường Phan Thanh Giản. Bây giờ mình quanh lại đi. Ở đây nó toàn là đường một chiều không à. Ồ, hôm nay ba Michael sung thiệt ta. Video này là video thứ 5 nữa bác. Đường Mai Thị Lụ này hồi xưa là Phạm Đăng Hưng nè. Đây là cái bùng binh. Bên đây là có McDonald's. Cái cầu này là cầu Phan Thanh Giản nè bác. Bây giờ là cầu Điện Biên Phủ. Nơi đây hình như là có bộ nông nghiệp trước năm 75. Rồi con đường này đường Nguyễn Bỉnh Khiêm. Bên kia là có đình Tân An. Đình này cũng là loại đình cổ nè. Tập đoàn Mai Linh à, tập đoàn Mai Linh ở đây. Con đường này đường Nguyễn Đình Chiểu, hồi xưa là đường Phan Đình Phùng, VOH Radio, nhà hát VOH nữa bác. Đây đây là đài tiếng nói nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, bên tay phải là mình gọi đây. Rồi bên tay trái đây là số 8 Nguyễn Bỉnh Khiêm nè bác. Nơi đây hồi xưa là cục an ninh quân đội. Spa Ngọc Anh. Con đường này đường Nguyễn Thị Minh Khai, hồi xưa là đường Hồng Thập Tự.
bên tay phải ba mấy cò đây là bảo tàng rồi á, bảo tàng lịch sử. Rồi ngay đây là Thảo Cầm Viên Sài Gòn. Ở đây có một cái bảo tàng nữa rồi đó. À, Hoàng Thành Hải Thương. Nghe nói ở đây ăn điểm sắm ngon lắm. À, cái tòa nhà Petro này nè bác, số 1 Lê Duẩn, hồi xưa là đường Thống Nhất. Thì cái tòa nhà này thì ba mấy gồ không nhớ, không biết, không biết luôn chứ không phải không nhớ nữa. Không biết luôn là hồi xưa trước năm 75 nó là cái gì bác. Có bác nào có biết được là số 1 Lê Duẩn này hồi xưa trước năm 75 là gì không á? À, bên tay phải này là bảo tàng chiến dịch Hồ Chí Minh nè. À, cái bảo tàng chiến dịch Hồ Chí Minh này thì ba mấy cậu biết, hồi xưa đây là trường cao đẳng quốc phòng. À, đây là trường mà coi như là trường giỏi hơn, ghê hơn cả trường sĩ quan Đà Lạt luôn nha bác. Tại vì nơi đây là nơi mà coi như là các ông tướng ông tá học á. Và nơi đây là vô đây không phải là dạy nha bác. Nơi đây là coi như là thành lập ra một cái gì đó. Ba mấy con cũng không có rành nữa. Nhưng mà nó vô đây là dạng giống như là ngang nhau không mà gọi là tự quản với nhau. Rồi tổ chức những buổi hội thảo gì đó. À, trường này là cái trường đặc biệt. À, từ cái cấp tá tướng tá. Còn đây là đó là đây là phủ thủ tướng rồi bác. Đây là dinh thủ tướng. Ma Mai Gò đang đi trên con đường Lê Duẩn. Trước năm 1975 thì con đường này mang tên là đường Thống Nhất. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 thì con đường này được đổi tên lại là con đường 30 tháng 4. Cho đến sau này thì đổi thêm một lần nữa là đường Lê Duẩn cho đến bây giờ. Bên đây phải này là thành Cộng Hòa nè. Đó, mọi người đang sơn lại nè. Kiến trúc vẫn giữ y nguyên luôn bác. Công nhận là bền. Cái này đúng là hồi xưa là cái thành nó bền mà nó chắc ghê luôn á. Đây là cái cổng thành Cộng Hòa nè. Hay mình còn gọi là trại Cộng Hòa cũng được. Rồi nhìn qua bên kia là Petrolimex Sài Gòn. À, bên đó là nó là ở đó ngay chỗ chữ B á, nó có cái vỏ sò. À, nơi đây là hồi xưa là trụ sở của hãng xăng dầu Esso. À, Esso. Esso là con sò. Rồi vết tích thành Cộng Hòa bây giờ vẫn còn nè bác. Đó, những cái dãy nhà màu vàng này nè. Rồi kế bên cái hãng xăng dầu Esso này á, hồi xưa đây là trường. Có một cái trường này như là trường Thống Nhất. À, ngay đây nè bác, cái tòa nhà bây giờ cục lưu trữ văn thư này nè, hồi xưa đó là trường Thống Nhất. Rồi kế bên cái trường Thống Nhất này nè bác, thì hồi xưa đó là trường văn hóa quân đội. À, trường văn hóa quân đội. Rồi kế bên trường văn hóa quân đội số 17 này nè, hồi xưa đây có cái rạp Thống Nhất. À, cái rạp Thống Nhất ở đây nè bác. Rồi kế bên rạp Thống Nhất là có cái sổ số quốc gia. Đó, một dọc ở đây. Bây giờ nó lạ không? Các bác nhìn thấy lạ quá không? Rồi kế bên sổ số quốc gia đó là kế bên nữa đó là hồi xưa trước năm 75 là Đại sứ quán Anh Quốc đó bác. Bây giờ là Tổng lãnh sự quán Anh Quốc. Bên phải là đoàn đại biểu quốc hội nè. Còn cái chỗ Highland Coffee nữa bác, là hồi xưa đó là nhà thờ Tin Lành. Nhà thờ Tin Lành đầu tiên ở Sài Gòn là nằm đây nè bác, chứ không phải là ở đường Đề Thám đâu. À, bên đây nè, trước năm 75 nơi đây là Đại sứ quán Mỹ, còn bây giờ là Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ, Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. À, xe buýt 2 tầng. Ui. Ồ. Đại sứ quán mới làm việc lại thôi bác. Quá trời đông luôn.
Trời ơi, đội nắng nè, đội nắng đi xin visa qua Mỹ nè. Ôi. Ba mấy cậu thấy nhiều cái khó hiểu lắm bác. Thực sự là nhiều cái khó hiểu lắm. À, có bác biết ba mấy cậu khó hiểu chỗ nào không? À, ba mấy cậu đi quay phim đó, trên đường phố đó, đi qua rất nhiều các tổng lãnh sự quán ở Sài Gòn nè. Nhưng mà riêng chỉ có cái hàng Hoa Kỳ này là người dân phải xếp hàng. Không hiểu tại sao người dân người ta lại mê đi Mỹ đến vậy á. À, trong khi nè, tổng lãnh sự quán Pháp nãy mình đi ngang qua, có thấy không, có người à, hầu như là không có người luôn á, có mấy cái đại sứ quán khác không có người luôn. À, mình không hiểu sao cái vô đại sứ quán Mỹ này là tự nhiên là phải đi xếp hàng mà phải xin nữa nha bác. Mà cái gì cũng vậy bác, xin thưa bà con bác, khi mà nhiều người xin đi rồi bắt đầu là nó khó khăn lắm. Đâu phải xin là mấy cái đại sứ quán khác đó bác, mà tổng lãnh sứ quán khác mình đi xin qua mấy cái nước khác á, mình dễ lắm bác. Vô xin là ok, là duyệt, hầu như là duyệt luôn á. Cho nên thành thử ra đâu có ai xếp hàng đợi đâu. Còn đi xin Mỹ là nó càng khó thì lại càng đông người, mà càng đông người vô. Mà vô một lần vô đâu phải là rẻ đâu bác. Lần vô để gặp nhân viên lãnh sự này là coi như là xin thưa bà con bác, mất vài trăm đô la đó. Mà chưa chắc gì được đi nha, mà xin đi không được mất bà số tiền đó luôn. Đó là mất, nhiều khi mình ba mấy cô nói vậy, nhiều khi mất tiền ngu quá. Tại vì mình xin đi vào đó để mình đi du lịch, mình đi làm việc hay mình đi làm gì mình không biết. Nhưng mà tự nhiên cái vô, cái tự nhiên vô xin A, B, C, D nữa, cái tự nhiên cái nhân viên lãnh sự cái vui vui buồn buồn đó. Cái họ thấy mình, cái họ không cho mình, dò ra mất mấy mấy trăm đô la là cái tiền triệu nha bác, 5-7 triệu gì đó lãng nhất. Cho nên xin thưa bà con, bác gặp ba Michael là ba Michael không thèm xin đâu. Xin chi để nó sau này, mà khi mà người dân mà người ta không còn mặn mà gì đi Mỹ nữa là tự động nó cũng giống như mấy nước khác vậy đó. À, trước mặt các bác đó là Dinh Độc Lập, có nhiều cái ngộ lắm bác. À, giống như quốc gia Mỹ à, mình đi xin xin vào nước Mỹ để mình đi du lịch, để mình đi học, là đồng nghĩa là có bác biết không, để khi mà mình tới một cái quốc gia đó là đồng nghĩa mình phải mang tiền tới chứ. À, nào tiền ăn nè, tiền uống nè, tiền đi du lịch nè, tiền đi chơi nè, rồi là mình đem tiền tới để mình xây dựng cho đất nước Mỹ. Vậy mà mình phải xin, mà xin mà phải gì xin thôi cũng được đi, xin thôi cũng ok đi, xin mà không cho cái tự nhiên mất tiền lãng lãng xẹt. Nên ba mẹ cô xin thưa bà con bác, ba mẹ cô không bao giờ đi xin visa vô Mỹ, xin làm chi. Để khi nào mà Mỹ nó dễ dễ cái mình, khi nào mà dễ dễ thì mình đi, tội tình gì tự nhiên mình vừa tốn tiền, lúc đó là mình làm giàu cho nước Mỹ mà mình còn phải tốn tiền xin. Mà nói chung xin mà xin được vô được thì họ cũng ok đi, rớt phỏng vấn tự nhiên mất tiền là ba mấy cậu thấy không, không không vui rồi. À, vậy mà xếp hàng xin quá trời xin khó hiểu. À, các cô chú bác có thấy cái vấn đề này nó khó hiểu không? Khó hiểu quá. À, con đường này đường Hàn Thuyên nè, phải không bác? Nếu mà gặp như các cô bác là các bác cũng đâu có thèm đâu không. À, các bác mà tới một cái quốc gia nào đó mà nó làm mình cái kiểu đó mà nó bắt mình phải xin visa mà nó vui vui buồn buồn, nó không cho mình đi, cái mình mất tiền. Vậy hỏi các bác có chịu không, các bác có đồng ý là đi vô cái nước đó được không? Thiếu cha gì nước để mình đi đó. Nước Mỹ không đi được thì giờ mình đi qua nước Anh, Úc, Pháp, Canada. À, mình đi qua mấy nước đó đó, Hàn Quốc nè, Hàn Quốc giờ đi dễ ôm nè, Hàn Quốc nè, Nhật Bản nè, đó. Trời ơi, mấy nước đó nó mở, nó chạy chiếu đỏ, nó mời mình vô. À, mình cứ vô, mình đi mấy nước đó đi, cũng đi chơi mà. Tội tình gì tới nước Mỹ thì gì đứng xếp hàng cực kỳ, đội nắng đội mưa nữa. Khó hiểu, thật là khó hiểu.
Mình là Lê Thanh Đức Hưng, biệt danh là Ba Michael. Cả nhà nhớ bấm subscribe ủng hộ kênh mình nha. Bye bye, tạm biệt.